Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ của tác giả Công Tử Văn Tranh. Chương 2. Trong phòng bệnh yên tĩnh không một tiếng động, yên tĩnh tới nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu tít tít của máy điện tâm đồ, mấy chậu bonsai trước cửa sổ xanh mơn mởn dưới ánh mặt trời. Kỳ Khinh Khinh đi đến trước giường bệnh, ánh mắt vô cùng thương xót nhìn người đàn ông bệnh tình đang nguy kịch nằm trên đó. Người đàn ông trong tiểu thuyết này đúng là đã chết trong mấy ngày này. Cũng chính vì thế mà nam chính đã buông bỏ cuộc sống nghèo khổ, mai danh ẩn tích để quay về nhà họ Lục. Đây là một người đàn ông tài giỏi, nhưng có tài giỏi hơn nữa thì cũng không chống lại được sinh lão bệnh tử. Người bình thường không chịu được quá 3 ngày, nhưng anh đã chịu được 1 tháng rồi. Người ta đều nói tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, sinh ra không mang theo gì, đến chết cũng không mang theo được gì, không mua được cái mạng thì cũng có tác dụng gì. Nhưng người đàn ông này có đến 100 tỷ, mặc dù không mua được mạng sống nhưng cũng có thể khiến vô số giáo sư, chuyên gia vì anh mà giành giật lại mạng sống, khiến anh sống được hơn 1 tháng trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bởi vậy mới thấy, có những thứ sinh ra không mang đến, chết cũng không mang đi nhưng lại vô cùng quan trọng. Kỳ Khinh Khinh ngồi xuống bên giường bệnh của anh, cô nhìn khuôn mặt thâm thúy lạnh lùng như được điêu khắc tinh tế ấy, rồi lại cảm thán sự thần kỳ của tạo hóa. Trước một người đàn ông đẹp trai không chê vào đâu được như thế này, chỉ cần là phụ nữ thì đều sẽ rung động. Trời dối đất khiến thế nào mà người đàn ông thế này lại trở thành chồng của mình. Kỳ Khinh Khinh có cảm giác tuyệt vời như đang nằm mơ vậy. Anh cứ yên tâm mà đi nhé, tôi sẽ thay anh hiếu thuận với ông, sẽ chăm sóc ông lúc tuổi già. Còn người dưới mí mắt người đàn ông đang nằm trên giường bệnh động đậy trong hốc mắt, mày không khỏi nhăn lại, ngay sau đó hai mắt mở ra. Có lẽ là do sự ánh sáng quá mạnh nên anh không mở to mắt ra. Trong lúc mơ hồ, anh lờ mờ nhìn về phía Kỳ Khinh Khinh. Kỳ Khinh Khinh nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi ấy, trái tim bỗng nhiên đập một cái. Tỉnh rồi ư? Anh tỉnh rồi à? Kỳ Khinh Khinh không dám tin nhìn người đàn ông trước mặt, hốt hoảng đứng dậy. Anh đừng vội, tôi tìm ông tới đây. Tình trạng vết thương của anh rất nghiêm trọng. Bác sĩ trưởng khoa đã nói các cơ quan lớn đã dần suy yếu, cái chết có lẽ chỉ là chuyện mấy ngày nữa. Anh đã hôn mê hơn 1 tháng, bây giờ tỉnh lại, Kỳ Khinh Khinh đoán có lẽ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Kỳ Khinh Khinh còn chưa kịp mở cửa phòng bệnh ra thì người đàn ông đã phát ra tiếng kêu rên rỉ đau khổ. Sau đó là tiếng tít kéo dài trong phòng bệnh, như muốn phá vỡ màng nhĩ của người ta vậy. Đường gấp khúc ổn định trên máy điện tâm đồ này trở thành một đường thẳng kéo dài. Người đàn ông lại hôn mê một lần nữa. Bác sĩ! Kỳ Khinh Khinh hét thật to ra bên ngoài. Bác sĩ và y tá từ bên ngoài xông vào. Cấp cứu nhanh lên! Không có nhịp tim, chuẩn bị sốc điện! Kỳ Khinh Khinh giật mình đứng ở bên giường nhìn đường thẳng kia, đầu óc đờ đẫn. Người này cứ thế mà chết trước mặt mình như thế sao? Vừa nãy vẫn còn hơi thở và nhịp tim, thời gian chưa tới 1 phút đã chết rồi ư? Trong đầu Kỳ Khinh Khinh trống rỗng, trong đầu toàn là âm thanh chói tai của máy điện tâm đồ nghe vào khiến người ta hoảng sợ vô cớ. Hai, ba y tá vội vàng chạy tới. Trong lúc hoảng loạn và chạm mạnh vào khiến Kỳ Khinh Khinh mất trọng tâm bùa nhào về phía trước, cả người ngã về phía người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Sắc mặt mọi người đều trắng bệch. Cô Kỳ, mời cô đi ra nhanh cho. Tít, tít, tít. Vào khoảnh khắc Kỳ Khinh Khinh ngã lên người người đàn ông, đường thẳng trên máy điện tâm đồ lại nhảy lên một cách kỳ lạ, rồi dần dần có xu hướng ổn định. Người đàn ông nằm trên giường vật lộn với cái chết hơn 1 tháng, này lại dần dần mở mắt ra một lần nữa, lại có sự sống. Tôi đã nói rồi, chỉ cần để Kỳ Khinh Khinh có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào với cậu thì cậu có thể sống tiếp mà. Âm thanh của máy móc vốn tồn tại trong đầu Kỳ Khinh Khinh, giờ phút này lại xuất hiện trong đầu Lục Lệ Thành, người vào thoát khỏi cái chết. Thời gian quay ngược trở về 10 phút. Lúc Kỳ Khinh Khinh đặt bút ký tên mình lên chỗ ký tên ngoài phòng bệnh thì trong phòng bệnh ngón tay của Lục Lệ Hành khẽ động đậy. Người đàn ông sắp chết suy nghĩ quay lại, trong đầu xuất hiện một giọng nói giống như máy móc. Kỳ Khinh Khinh trẻ tuổi xinh đẹp, giàu sức sống, ở bên cạnh cô ấy, cậu có thể sống tiếp. Nhà họ Lục không có truyền thống tôn thờ chủ nghĩa siêu hình. Lục Lệ Hành vốn tốt nghiệp nghiên cứu sinh thạc sĩ, càng muốn tin đây là di chứng sau tai nạn xe cộ va chạm tổn thương não hơn. Các cơ quan lớn trên cơ thể cậu đã dần suy kiệt. Trong vòng 10 phút, nếu như cậu không thể có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào với người vợ Kỳ Khinh Khinh của cậu, thì các cơ quan của cậu sẽ suy kiệt hoàn toàn. Chờ đợi cậu chỉ có cái chết. Mình là người hiểu rõ cơ thể mình nhất. Lục Lệ Hành hít thở khó khăn, vô cùng hoang mang, không có chút sức lực nào. Anh dần dần mở mắt,
Ánh sáng chói mắt khiến anh vô thức nhíu mắt lại. Anh trông thấy người phụ nữ ngồi bên giường mình. Người phụ nữ không chút phấn son, con ngươi đen nhánh lộ ra vẻ lo lắng. Tay cô nằm lên mép giường của anh, từ chỗ anh có thể đưa tay chạm tới. Cảnh báo tử vong, trong vòng một phút hãy tiếp xúc cơ thể với vợ cậu Kỳ Khinh Khinh, nếu không các cơ quan sẽ suy kiệt hoàn toàn. Anh tỉnh rồi à? Anh đừng vội, tôi tìm ông tới đây. 30 giây cuối cùng. À, Lục Lệ Hành kêu lên một tiếng đau đớn, trong phút chốc từng tấc da thịt, xương cốt trên cơ thể đau đớn như bị nghiền nát, không thể chống lại cũng không thể chịu được, chỉ có bất lực run rẩy. Sau đó, dường như có một lực rất lớn đẩy linh hồn mệt mỏi dã rời của anh tới vực sâu u tối. Anh nhắm mắt lại, mệt quá, mọi cảm giác chỉ có một chút, tiếng hét thốt hoảng của Kỳ Khinh Khinh lọt vào trong tai. Bác sĩ! Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Mau cấp cứu đi! Không có nhịp tim, chuẩn bị sốc điện. Uỳnh! Lục Lệ Hành cảm thấy cơ thể mình nhạy bẫng, tựa như sắp rời khỏi thế giới ồn ào này vậy. Trước khoảnh khắc anh mất đi mọi cơ quan cảm giác, hình như có ai đó ôm lấy anh, níu giữ linh hồn anh vào trong cơ thể. Cô Kỳ, mời cô đi ra nhanh cho. Nhiệm vụ tiếp xúc cơ thể với Kỳ Khinh Khinh hoàn thành, giá trị sinh mạng cộng 0,5, mỗi điểm giá trị sinh mạng bằng với 1 giờ. Trong phòng bệnh nhốn nháo cả lên, tần suất mạch đập trên máy điện tâm đồ cũng đã dần ổn định lại. Lục Lệ Hành lại mở mắt ra lần nữa. Ông Lục từ bên ngoài bước vào, trông thấy cháu trai tỉnh lại. Ông vô cùng vui mừng, nước mắt lưng tròng. Tỉnh rồi, cô ấy cùng cháu cũng tỉnh rồi. Sau một tháng nơm nớp lo sợ, ngày đêm không ngủ, cuối cùng cũng không phụ lời cầu nguyện mấy ngày liền của ông. Cháu trai gần kề ranh giới tử thần cuối cùng cũng tỉnh lại. Lục Lệ Hành nhìn từng người trong phòng, sau khi nhắm mắt ổn định lại tinh thần rồi lại mở mắt ra. Cháu xin lỗi ông, khiến ông lo lắng rồi. Lục Lệ Hành vừa tỉnh, cơ thể còn yếu, giọng hơi khàn, nhưng ánh mắt lại sáng như gương. Anh dõi ánh mắt yếu đuối và mệt mỏi nhìn về phía trước, chuẩn xác nhìn về phía Kỳ Khinh Khinh. Cô ấy là ai? Ông Lục kéo Kỳ Khinh Khinh tới trước. Cháu đừng trách ông tự ý làm chủ, đây là người vợ ông chọn cho cháu, con bé tên Kỳ Khinh Khinh. Ánh mắt Lục Lệ Hành tĩnh mịch, hàm đạo không rõ, cũng không nói gì cả, chỉ nhìn người vợ mình một lượt, ý đánh giá rất rõ ràng. Kỳ Khinh Khinh cúi đầu, hoàn toàn không dám đối mặt với Lục Lệ Hành, tự nhiên trong lòng thấy hoảng sợ. Bác sĩ tiếp tục kiểm tra cơ thể cho Lục Lệ Hành, chuỗi số liệu tư liệu khiến bác sĩ trưởng khoa dày dặn kinh nghiệm nhíu mày liên tục. Lục Lệ Hành nằm trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt hơn một tháng, có mấy lần suýt không cứu được, mọi cơ quan đều đã suy kiệt. Dù cho y học bây giờ hiện đại thế nào thì cũng không thể cứu được mạng sống của anh. Thưa ông, hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé? Ông Lục nhìn Lục Lệ Hành, gật đầu rồi được người dìu ra ngoài với bác sĩ và y tá. Ở hành lang, bác sĩ nói với ông Lục với vẻ mặt nặng nề. Một tháng trước cậu Lục bị tai nạn xe, lúc đưa tới bệnh viện tình hình rất nghiêm trọng, đặc biệt là tim phổi thận bắt đầu suy kiệt. Trải qua một tháng điều trị, cơ thể cậu ấy đã vô cùng suy yếu nhưng hôm nay có thể tỉnh lại. Thật lòng xin lỗi ông, y học hiện đại đã không có phương pháp nào có thể cứu mạng được cậu Lục. Ông Lục di chuyển trắng hạt, không lên tiếng. Ông Lục, tôi biết ông thương cháu nên khó chịu trong lòng, nhưng vụ tai nạn ấy khiến vết thương của cậu Lục rất nghiêm trọng. Một tháng này chẳng qua chỉ là cố gắng giữ cho cậu ấy một hơi thở thôi. Về việc điều trị sau này đối với cậu Lục cũng chỉ càng thêm đau khổ. Bác sĩ đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, thở dài nói. Là bác sĩ, đề xuất tôi có thể đưa ra là hãy cố gắng hết sức khiến cậu Lục không có điều gì nuối tiếc trong khoảng thời gian cuối đời này. Ông Lục nắm chặt lấy chàng hạt. Đây là đứa cháu mà ông nhìn nó khôn lớn, còn mong mỏi nhìn thấy nó cưới vợ sinh con, cả gia đình hòa thuận vui vẻ. Bây giờ lại bắt ông người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bước chân ông Lục không ổn định lùi về sau mấy bước. Bác sĩ vội vàng đỡ lấy ông. Ông à, xin hãy giữ gìn sức khỏe. Ông Lục chán nản nhắm mắt lại. Tôi hiểu rồi, trưởng khoa Tần. Cảm ơn bệnh viện ông trong thời gian này đã hết lòng cứu chữa cho cháu tôi. Đây là việc chúng tôi lên làm. Cửa phòng bệnh đóng lại, cả căn phòng chỉ còn lại hai người, Lục Lệ Hành và Kỳ Khinh Khinh. Kỳ Khinh Khinh nhìn người đàn ông yếu ớt tái nhợt nằm trên giường bệnh, trong đáy mắt tràn ngập vẻ thương hại. Đúng là quá đáng thương mà, cơ thể đã suy yếu đến nông nỗi này. Không biết bản thân còn sống được bao lâu nữa, chưa biết chừng một đêm nào đó sau khi ngủ sẽ không thể thức dậy được nữa. Bây giờ anh tỉnh lại, chẳng qua chỉ là quãng thời gian vui vẻ cuối cùng trong đời, hồi quang phản chiếu mặt hồi. Kỳ Khinh Khinh dém lại góc chăn cho anh,
Ông trời cho người đàn ông này một vẻ bề ngoài hoàn hảo, gia thế hiển hách, thông minh cơ trí, sự nghiệp đỉnh cao, nhưng lại nấy đi mạng sống khi anh còn quá trẻ. Với người sắp chết, Kỳ Khinh Khinh có hơi mềm lòng. Vợ! Ngón tay Lục Lệ Hành vô thức vuốt góc chăn, giọng điệu bình thản không nghe ra anh đang buồn hay đang vui. Em là người vợ ông tìm cho tôi không có ý kiến gì cả. Tôi cũng không biết tại sao ông Lục lại chọn tôi làm vợ anh, nhưng nếu như tôi đã trở thành vợ của anh, những ngày tháng sau này tôi sẽ cố gắng chăm sóc anh thật tốt. Tôi sẽ khiến anh không còn điều gì nuối tiếc khi nhắm mắt xuôi tay. Đôi mắt Lục Lệ Hành lạnh lạnh nhìn cô không chớp mắt, đáy mắt lay động, không nhìn ra được manh mối, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Anh đã từng gặp qua rất nhiều phụ nữ, những người được gọi là sắc nước hương trời vốn không khơi gợi được dục vọng của anh. Nhưng người phụ nữ này lại khác, có cô ở bên cạnh anh mới có thể sống tiếp được. Tôi không biết chi tiết về em, nhưng những gì em nói, em không biết tại sao ông nội lại để em làm vợ tôi. Tôi cũng không rõ, nhưng tôi mong rằng quãng đời sau này em có thể sống với danh phận chính thức của mình. Kỳ Khinh Khinh biết người này tính cách lạnh lùng, không gần nữ sắc, nghe giọng điệu thì có vẻ không vừa ý mình lắm. Nhưng nghĩ cũng phải, nào có người đàn ông nào chấp nhận được việc một người phụ nữ chưa từng gặp mặt lại trở thành vợ của mình chứ. Sau mặt Lục Lệ Hành tái nhợt, một tháng nằm viện khiến thân hình anh gầy đi không ít, Kỳ Khinh Khinh thầm than trong lòng. Tôi biết rồi, anh yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết tôi là vợ anh đâu. Ông Lục ở ngoài nói chuyện với bác sĩ về bệnh tình của Lục Lệ Hành vẫn chưa về, trong phòng chỉ có hai người họ nên hơi mất tự nhiên. Anh nghỉ đi nhé, tôi đi đây. Kỳ Khinh Khinh cười nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thái độ Lục Lệ Hành không tốt, Kỳ Khinh Khinh có thể hiểu được. Bất cứ ai tai nạn sắp chết, nằm trên giường bệnh một tháng, tỉnh lại thấy thời gian không còn nhiều, còn có một cô vợ trời ơi đất hỡi thì tâm trạng đều sẽ không tốt thôi. Cô không phải kẻ không có mắt nhìn, cô ở lại đây chỉ sợ Lục Lệ Hành không thể yên tâm sống nốt những ngày còn lại thôi. Nếu đã thế, cô còn ở lại đây khiến người ta chán ghét làm gì? Cảnh báo tử vong, trong vòng 5 phút hãy hoàn thành nhiệm vụ trao đổi tên với Kỳ Khinh Khinh. Lục Lệ Hành, trao đổi tên. Bây giờ hai người đã là vợ chồng, tất nhiên phải tiến hành trao đổi tên chứ. Hãy gọi Kỳ Khinh Khinh là vợ, rồi khiến Kỳ Khinh Khinh gọi cậu là chồng một lần. Lục Lệ Hành, 3 chấm. Chương 3. Đợi đã. Kỳ Khinh Khinh đang xoay nắm cửa, nghe thấy vậy bèn xoay người nhìn về phía Lục Lệ Hành. Thấy sắc mặt anh đột nhiên khó coi, cô nghĩ anh không thoải mái nên bước nhanh về phía anh. Anh sao vậy, vẫn ổn chứ? Nói xong cô định nhấn nút gọi đầu giường. Lục Lệ Hành nắm lấy cổ tay cô, ngăn cản không cho cô ấn nút gọi. Tôi không sao. Trong lúc lôi kéo, Kỳ Khinh Khinh không thể không khom lưng cúi đầu xuống, đối mặt với Lục Lệ Hành. Khoảng cách gần trong gang tấc khiến khuôn mặt của Lục Lệ Hành phóng to trước mắt cô. Hơi thở chỉ thuộc về người đàn ông tiến vào trong khoang mũi cô. Tim của Kỳ Khinh Khinh bỗng đập mạnh, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cô vô thức đỏ mặt. Không thể không thừa nhận, Lục Lệ Hành là một người đàn ông đẹp trai, sống mũi cao thẳng, ngũ quan tinh tế, đường nét sắc sảo. Có lẽ anh đã sống ở vị trí cao quá lâu, quen ra lệnh rồi nên một ánh mắt lơ đãng cũng có thể khiến người khác đỏ mặt tía tai không dám đối diện. Kỳ Khinh Khinh khẽ chớp mắt, cô cụp mắt xuống nhìn bàn tay sạch sẽ đang nắm lấy cổ tay mình kia. Đó là đôi bàn tay xương khớp rõ ràng, lòng bàn tay hơi lạnh không có độ ấm nhưng lại có lực. Kỳ Khinh Khinh mạnh mẽ rút tay bị Lục Lệ Hành nắm lấy, xoa vết đỏ trên cổ tay. Kỳ Khinh Khinh. Lục Lệ Hành mở mắt. Vừa nãy tôi nói để cho em có danh phận chính thức. Ý của tôi là em đã là người vợ mà ông chọn cho tôi, đã có được sự đồng ý của ông. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, em chính là vợ của Lục Lệ Hành tôi. Một phút cuối cùng. Lục Lệ Hành. Em hiểu chưa, vợ? Kỳ Khinh Khinh nghi ngờ nhìn anh. Cô đâu có ngu, những lời Lục Lệ Hành vừa nói, giọng điệu biểu cảm ấy hàm chứa ý gì đó mà cô không hiểu lắm. Ý anh không phải là nhắc nhở cô sau này phải dùng thân phận này một cách hợp tình hợp lý sao? Không phải ý anh là đừng tưởng gả cho Lục Lệ Hành là có thể lấy thân phận của bà Lục mà thích làm gì ở bên ngoài thì làm sao? Sao bây giờ vừa xoay người cái lại thừa nhận thân phận của mình rồi? Kỳ Khinh Khinh quá quyết nói. Tôi hiểu rồi. Lục Lệ Hành nhíu mắt lại. Nếu em đã hiểu, vậy sau này em gọi tôi là gì? Kỳ Khinh Khinh kiên trì thăm dò. Anh Lục. 30 giây cuối cùng. Mặt Lục Lệ Hành trầm xuống. Chúng ta bây giờ là vợ chồng. Lệ Hành.
Anh hùng dữ gì chứ? 20 giây cuối cùng. Trái tim âm ỉ đau đớn, Lục Lệ Hành hít sâu một hơi nói, mỗi từ một câu. Vợ ơi! À, hiểu rồi. Lục Lệ Hành muốn cô gọi anh là chồng chắc chắn vì tính chiếm hữu của mình. Trong tiểu thuyết nói sao nhỉ? Lục Lệ Hành có tính chiếm hữu biến thái với những thứ thuộc về mình. Nhưng đây là lần đầu gặp mặt mà đã muốn cô gọi anh là chồng ư? Cô còn chưa yêu đương bao giờ, bây giờ trực tiếp tăng cấp lên làm vợ luôn. Kỳ Khinh Khinh độc thân hơn 20 mấy năm có hơi kháng cự, xoay người định đi không muốn dỗ dành anh. Nhưng vào khoảnh khắc Kỳ Khinh Khinh xoay người, Lục Lệ Hành lại nắm lấy cổ tay cô, sức lực rất lớn. Kỳ Khinh Khinh lại bị anh tóm thẳng tới bên giường, đến nỗi còn ngồi hẳn lên giường bệnh, dựa vào trong lòng anh. Kỳ Khinh Khinh chưa từng thấy người đàn ông nào mặt dày như thế này. Anh làm gì vậy? Cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy ra, y tá bưng khay đi vào. Anh Lục. Nhưng một giây sau lại trông thấy vợ chồng son thân mật khăng khít với nhau, xém chút cằm của cô y tá nhỏ rơi trên mặt đất, vẻ mặt xấu hổ tiến hoái lưỡng nan đứng ở cửa, vào cũng không được mà không vào cũng không được. Chị y tá vào đi ạ. Kỳ Khinh Khinh đứng dậy, cô cố gắng vùng tay Lục Lệ Hành ra. Kỳ Khinh Khinh nói với y tá, không có gì đâu, chị vào đi. 10 giây cuối cùng. Kỳ Khinh Khinh. Có người ngoài ở đây, Kỳ Khinh Khinh không buông tay ra, thấp giọng, giọng nói kích động hận không thể cắn chết anh. Có người tới, có chuyện gì đợi lát nữa hẵng nói được không? Ra ngoài. Lục Lệ Hành nói với y tá. 5 giây cuối cùng. Trái tim đau đớn như bị đâm vào vậy. Lục Lệ Hành nghiến răng nghiến lợi, không đạt được mục đích tuyệt đối không bỏ qua. Vợ ơi. Kỳ Khinh Khinh tức chết, cô cố gắng cũng không thoát khỏi tay của Lục Lệ Hành. Cùng đường cô cắn răng hét, chồng ơi. Cô hét đến nỗi cả phòng bệnh chấn động. Được rồi chứ, buông ra đi. Lục Lệ Hành buông tay cô ra. Nhiệm vụ thành công, giá trị sinh mạng tăng 1 điểm, tương đương 1 giờ. Cơn đau biến mất, Lục Lệ Hành dựa ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Chị y tá kia cười gượng đi vào phòng bệnh. Anh chị Lục ân ái thật đấy. Kỳ Khinh Khinh hét hai từ chồng ơi đến miệng đắng lưỡi khô, lại bị y tá nhìn thấy cô thẹn muốn đào lỗ chui xuống đất. Cô trốn khỏi phòng bệnh, gió mát trong hành lang thổi tan đi mấy phần khô nóng trên má cô, nhưng trong lòng vẫn không yên, chỗ trên ngực đập rất mạnh. Chồng ơi! Kỳ Khinh Khinh thử nói lại lần nữa. Trái tim cô đập càng mãnh liệt hơn. Là một kẻ độc thân hơn 20 mấy năm, từ như chồng ơi vợ ơi cô chỉ nghe thấy từ miệng người khác, tự mình nói ra nên cô có hơi kích động. Giá trị sinh mạng tăng thêm 1 bậc, trước mắt được 2 giờ. Lục Lệ Hành hỏi chấm. Cô Kỳ Khinh Khinh, ông cụ Lục bảo tôi dẫn cô tới văn phòng của trưởng khoa. Người đàn ông mặc vest đưa cô đến bệnh viện đi tới trước mặt cô. Kỳ Khinh Khinh sửng sốt, 5 giây sau mới phản ứng lại. Ông Lục hóa ra là đang gọi mình. Anh là? Tôi là Tần Hiệu. Kỳ Khinh Khinh gật đầu, đi về phía văn phòng trưởng khoa. Cô hiểu được tình hình của mình. Kỳ Khinh Khinh biết được tác dụng của mình chính là lấy hỉ trừ tà cho Lục Lệ Hành đang bệnh nặng. Tuy bây giờ anh đã tỉnh lại nhưng tình hình cũng không được ổn lắm. Vì để chăm sóc Lục Lệ Hành bệnh nặng nên văn phòng trưởng khoa và phòng bệnh nằm cùng một tầng, khoảng cách có 2-3 bước. Sắc mặt ông cụ Lục trong phòng rất nghiêm túc, không khí như ngưng lại. Ông tìm cháu ạ. Ông cụ Lục trông thấy Kỳ Khinh Khinh tới, giơ tay ý bảo cô ngồi xuống, đưa tài liệu có liên quan đến Lục Lệ Hành trong tay cho cô. Là thế này, vừa rồi tôi và ông cụ Lục có nói chuyện về bệnh tình của cậu Lục. Tình trạng vết thương lúc tai nạn của cậu Lục rất nặng, cơ quan suy kiệt, đặc biệt là tim phổi thận rất nghiêm trọng. Sau khi trị liệu 1 tháng, tình trạng sức khỏe của cậu ấy rất không ổn. Bệnh viện đã tiến hành kiểm tra tổng thể và điều trị cho cậu Lục. Chúng tôi nghĩ là y học hiện đại đã không thể cứu được mạng sống của cậu Lục nữa rồi. Tuy đã biết chuyện này từ lâu nhưng khi nghe trưởng khoa Trần nói thẳng ra như thế, cô vẫn vô cớ run rẩy. Là bác sĩ, sáng kiến tôi có thể đưa ra là cố gắng hết sức khiến cậu Lục không có điều gì nuối tiếc trong khoảng thời gian cuối đời này. Trong lòng Kỳ Khinh Khinh ầm một tiếng. Ông định cho Lục Lệ Hành xuất viện về nhà. Ông Lục mệt mỏi nói. 1 tháng qua đã hao mòn tâm sức của ông Lục, cả đêm thấp thỏm lo lắng không thể ngủ được. Lá rụng về cội, người thế hệ trước đều có suy nghĩ như vậy. Ông ơi, cháu. Cháu yên tâm, những gì ông đã từng nói ông sẽ giữ lời. Chuyện của cháu ông sẽ thay cháu giải quyết. Cháu là vợ của Lệ Hành, ông hy vọng trong những ngày cuối cùng cháu có thể tiếp tục ở bên cạnh nó. Kỳ Khinh Khinh gật đầu.
Ông yên tâm, cháu sẽ làm thế. Chẩn đoán bệnh cuối cùng của bác sĩ gần như là tối hậu thư cho mạng sống của Lục Lệ Hành. Ông Lục và Kỳ Khinh Khinh nghe bác sĩ dặn dò những việc cần chú ý, sắc mặt vô cùng nặng nề. Kỳ Khinh Khinh tôn trọng mạng sống, tuy thứ cô muốn là 100 tỷ tài sản để lại cô Lục Lệ Hành, nhưng vẫn không thể vui vẻ đối mặt với một người sắp chết được. Trong tiểu thuyết, cái chết của Lục Lệ Hành được tóm tắt một cách sơ lược, nhưng khi người này xuất hiện trước mặt cô lại thấy thương tiếc vô cùng. Người đàn ông đẹp trai thế này mà chết, thật đáng tiếc. Một cô gái xinh đẹp như cô lại là quả phụ, cũng rất đáng tiếc. Cô đi theo ông Lục quay về phòng bệnh. Ông Lục nở một nụ cười cứng ngắc nói: Lệ Hành, cháu thấy sao rồi? Lục Lệ Hành được kéo dài mạng sống trong hệ thống, cảm thấy cũng không tồi. Nó cho anh một loại ảo giác còn khỏe mạnh hơn trước tai nạn nữa. Lục Lệ Hành mỉm cười, thành tâm an ủi nói: Ông yên tâm, cháu không sao đâu. Nhưng hình như ông Lục hiểu sai ý anh. Ông cố nén đau thương trong lòng, miễn cưỡng mỉm cười: Vậy thì tốt, chiều nay chúng ta về nhà nhé, được không? Cháu nghe ông ạ. Thấy dáng vẻ nén đau thương của ông Lục, Kỳ Khinh Khinh đồng cảm cũng không thể nào không cảm động được, hốc mắt cô đỏ lên. Trước khi xuyến sách, bố mẹ cô trọng nam khinh nữ, luôn cảm thấy một đứa con gái như cô là sai, coi đứa con trai tồi tệ kia là bảo vật để chiều chuộng. Chiều đến sinh hư, hay ăn lười làm, còn đánh bạc nợ một khoản kết xù, đến nỗi phải bán cả nhà. Không trông cậy được vào con trai, cả nhà chỉ có thể trông chờ vào đứa con gái là cô. Cô chỉ có thể không ngừng đi làm kiếm tiền để trả khoản nợ cách xù kia. Có nhiều lần muốn đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, nhưng lại luyến tiếc chút tình thân bé nhỏ kia. Kiếp trước, cô chưa từng nhìn thấy ánh mắt yêu thương như của ông cụ Lục từ người nhà của mình. Cô rất ngưỡng mộ. Lúc Lục Lệ Hành nhìn thấy Kỳ Khinh Khinh đang đứng sau ông Lục, anh mày nhíu lại. Cô ấy khóc rồi sao? Bác sĩ và y tá bước vào, tháo bỏ toàn bộ thiết bị cấp cứu trên giường của Lục Lệ Hành. Cuối cùng sau một tháng nằm trên giường, Lục Lệ Hành cũng được chuyển sang xe lăn. Tuy anh khẳng định hết lần này đến lần khác rằng anh không cần ngồi xe lăn, nhưng các bác sĩ và y tá trách móc anh không biết tự lượng sức mình, vẫn nên ngồi xe lăn thì hơn. Việc anh đang bị thương nặng một tháng bỗng chốc cơ thể hồi phục quá nhanh, quả thực sẽ gây chú ý cho người khác. Nhưng anh vẫn nghiêm túc từ chối đề nghị dùng xe cứu thương đưa anh về nhà của bác sĩ. Thu dọn xong đồ ở bệnh viện, Kỳ Khinh Khinh với thân phận mợ Lục đẩy xe lăn của Lục Lệ Hành rời khỏi bệnh viện, dừng lại trước một chiếc Rolls-Royce xa hoa dưới gara. Tân Hiệu mở cửa xe ra, cẩn thận đẩy Lục Lệ Hành lên, sau đó ông cụ Lục và Kỳ Khinh Khinh lần lượt lên xe. Kỳ Khinh Khinh chưa ngồi trên một chiếc xe tốt như thế này bao giờ. Xe đi rất nhanh nhưng không có cảm giác sốc, nội thất bên trong cũng rất xa hoa, rất có phẩm vị và đẳng cấp. Cả đoạn đường Lục Lệ Hành đều dựa vào sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Ông Lục luôn nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Nếu như không kiềm chế bản thân, Kỳ Khinh Khinh lo lắng chỉ sợ là ông Lục muốn tới thử xem Lục Lệ Hành còn đang thở hay không. Rất nhanh đã tới nhà họ Lục. Ông Lục đã dặn dò từ trước. Lúc này cổng sát biệt thự mở rộng, xe tiến vào con đường xi măng giữa vườn hoa, lái thẳng tới cửa biệt thự. Ánh mặt trời vừa lúc xuyên qua cửa xe, Kỳ Khinh Khinh trông thấy toàn cảnh biệt thự to lớn này. Có cây cỏ trong vườn, sân nhà xanh tươi mơn mởn, mấy cây đại thụ chiếm giữ bốn góc trong sân. Thân cây vững chãi cùng với cành lá tươi tốt có sức sống vô cùng. Có mấy người trông ngóng đứng ở cửa biệt thự. Xe vừa dừng lại, người bên ngoài vội vàng mở cửa xe, ngấn lệ nhìn về phía Lục Lệ Hành. Lục Lệ Hành được đỡ xuống xe, nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt. Dì Bùi, cháu về rồi. Cậu chủ của tôi, cuối cùng cậu cũng về rồi. Dì Bùi là người chăm sóc cho Lục Lệ Hành từ nhỏ tới lớn. Một tháng trước tin tức Lục Lệ Hành bị tai nạn khiến bà suýt suy sụp, tâm trạng của bà cũng không khá hơn ông Lục là bao. Suốt một tháng trôi qua sống trong sự dày vò như bị tra tấn, cuối cùng đổi lại là tin tức sét đánh giữa trời quang ngày hôm nay. Bà đã nhìn cậu chủ lớn lên từ nhỏ, chăm lo cho cậu chủ cả đời, đã nói còn muốn nhìn thấy cậu chủ cưới vợ sinh con, vậy mà bảo đi là đi luôn. Dì Bùi cố kìm nén nước mắt không dám khóc. Được rồi, để Lệ Hành về phòng nghỉ ngơi trước đi. Đúng thế, về phòng nghỉ ngơi. Muốn ăn uống gì cứ nói với cô làm cho cháu. Mọi người vây quanh, sự tồn tại của Kỳ Khinh Khinh hiển nhiên rất thừa lãi. Lúc cô còn đang do dự không biết có nên vào hay không, thì Lục Lệ Hành xoay người nhìn về phía cô. Lại đây. Những người chưa từng thấy Kỳ Khinh Khinh không khỏi sửng sốt, nhưng trong tình huống thế này cũng không ai quan tâm Kỳ Khinh Khinh sao lại có mặt ở đây. Cô vui vẻ đi đến bên cạnh Lục Lệ Hành,
bị nhiều người chen chúc nên chỉ có thể thân mật cẩn thận đỡ anh lên tầng. Cô chậm rãi đưa anh về phòng, dáng vẻ cẩn thận ấy tựa như Lục Lệ hành anh là thủy tinh dễ vỡ vậy. Dì Bùi đỡ anh lên giường đắp chăn cho anh, đau lòng nắm lấy tay anh rồi nhìn anh không hề chớp mắt, dường như đây là cái nhìn cuối cùng vậy. Nước mắt tích tụ trong hốc mắt, dù đã cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng trong lúc an ủi Lục Lệ hành, bà không thể khống chế được nữa, đành lao ra ngoài đau khổ khóc nức lên. Những người trong phòng, sau mặt người nào người nấy đều nặng nề, vô cùng đau đớn. Lục Lệ hành nhíu chặt mày lại, anh có ảo giác như họ đang tham gia tang lễ của mình vậy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Trích đoạn nhỏ, tác giả có điều muốn nói. Kỳ Khinh Khinh, đúng, chính là anh đấy. Tôi sẽ chuẩn bị lễ tri điệu cho anh ngay đây. À phải rồi, anh thích chôn cất hay là hỏa táng? Lục Lệ Hành, tôi nghĩ mình vẫn có thể sống.